các bạn, cho các bạn thấy cảnh này nè các bạn. Đây đây đây, thấy không, bắt các cá lồng tông chưa hề bơi giờ dễ dàng như vậy đó các bạn ơi. Xả nước là cá lồng tông, cá lồng tông dưới nó chạy, nó nhảy nhảy lên bò heo đó. Giờ các bạn chỉ có bắt nó lên kho tiêu thôi. Thấy chưa, thấy bắt cá lồng tông đơn giản không các bạn? Đang tắm mấy giờ mấy con gấu á, đang tắm cái quên, đang tắm tắm xong cái xả nước nè, quên phá lại chút xíu đi ra thấy cảnh này nè đó. Mấy bà kia ra coi thấy để nó láo đúng không? Kêu bà ngủ bà cắm rồi bà coi thôi, hỏi gì mình quay lại cho coi luôn. Dạ cái này mà mình cái ở đây cái mình bắt hoài, bắt bỏ vô coi thùng thùng, bắt thùng hoài là đủ nồi anh vui với kho tiêu luôn á. Hả? Đủ rồi, công á nè nè đi đá vậy à. À còn cái đây nè, nó đây nè, còn ngón nhóc nhóc nhiều lắm các bạn ơi. Trong đây nè, trong lá xài nè, mấy cái bao này nè, hư luôn á. Không đâu, mình đi từ quay cảnh ở dưới này đá ta. Em tăng cho tốc độ nước lên. Ồ nè nè, đường nước nè, chạy xe đó các bạn, thấy nó bù lừ hết trơn không? Nó bù nó lừ chứ nữa, có cái gì đâu mà nó ăn mà bù dữ vậy ta. Trong mấy lá xài nhiều đó, tóc quay trong mấy lá xài á, lên tới đây là dính đây luôn rồi. Đây cái AQ mình có nhiều cái, nó nhỏ xíu rồi nhưng mà có nhiều cái thú vị, nó thú vị lắm. Rồi xuống đi anh bắt miệng thịt à. Kiếm con nào bự bự chụp ảnh cái cây. Bờ xuống đi, nó mắc cạn đen hồi nãy nó sợ nó chết. Đây nè, đây nè, thấy không các bạn, con chà bá luôn. Công nhận mình tìm cách mình văng mình bắt nó mà không được, mà chỉ có cách đơn giản mà bắt được nó ha. Đây lên nãy giờ nửa ký lô rồi đó. Bắt là nhóc luôn, mình cứ bắt, mình cứ ở trên đây mình bắt mấy con dưới đâu biết đâu, cứ bò tới hoài, nập mạng thôi. Ở đây là trong bụi cỏ nè, xả đại thử ngồi có gì lên không. Nó thấy mình chạy xuống à. Quá trời, nó công tông bự bự không ta ơi. Con này nằm im ngu đây luôn rồi, chắc bơi chắc đuối này về, xả xuống đi thôi chết à. À các bạn thấy không, lừ hết trơn vậy.
Có mấy con khi trên đây mắc kẹt chết quá. Trời ơi, lòi ruột thằng ta ăn con rồi. Đem vô cho gà ăn đi. Chết nhỏ rồi. Đem vô nhồng nó xử không? Nhồng chắc nó không ăn mấy cá đâu. Ăn con. Mua cho gà ăn đi. Làm gì em không ăn làm gì vậy? Mặt thấy ghét. Rồi để trái cây cho ăn. Mặt ngố ngố làm sao? Giỏ cũng ăn luôn, khoái ăn yên lòng lắm nè, ai cũng có phần đựng cho ăn, khoái ăn yên lòng ghê thiệt. Rồi hết rồi, mày đi kiếm mày dưới hố cho ăn. Nhóc ở trường không các bạn? Thôi mình lùa nó xuống, mình tắt nước lại các bạn, để nó lên hồi nó mắc cạn nó chết. Mình không ăn nó rồi bắt nó ăn chi. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Khi cái clip nè, clip vô tình bắt gặp thú vị như thế này nè, mình lay quay lên các bạn giải trí chơi. Đây cá lồng tông. Rồi bye bye các bạn nha. Hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem cảnh này nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo.